Nếu em múc muối vào thì trước á, thì cái muối của nó làm việc bạn mang tính chất nó sẽ bị thẩm thấu và nó đẩy nước ra ngoài hết và làm cho cái miếng thịt của mình nó cứng. Luôn luôn tất cả các gia vị nào bạn muốn nó ngon, mềm mại, tạo thì phải ướp vị ngọt đi trước, không bao giờ ướp muối gì trước. Đây là cái nguyên tắc căn bản thì chúng ta hiểu nó. Còn sau này các bạn không biết, các bạn cứ ướp muối vào đi, kiếm cái thịt mình ăn nặng lòi. Ăn nào vào trước là nó thấm trước. Đúng nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ướp. Ở đây thì cô sẽ sử dụng cái phần khăn giải mùng. Thì thường ở nhà các bạn nào muốn ăn cay thì chúng ta sẽ giả ớt vào trong luôn cái hành tỏi của mình luôn nha. Còn ở đây cô sẽ không giả ớt hành tỏi nữa. Cô không giả ớt tại vì thực chất cô sẽ sử dụng chung cho mọi người đều dùng hết. Thì ở đây cô sẽ một chút nữa cô sẽ để ớt nguyên trái để nó tạo ra mùi thơm và vị hơi the thôi, để cho sử dụng cho tất cả mọi người đều dùng được. Còn nếu mà mình cứ thích ăn ớt mà mình làm thôi, mình ăn luôn đi, khỏi cho ai ăn nữa. Và cô sẽ để nguyên cái trái ớt khi mình kho như vậy, thì ai thích ăn cay thì ta sẽ cùng chung với lại cái ớt đó, thì các bạn ăn nó sẽ thơm hơn, nó sẽ ngon hơn. Khi mình nấu cái gì mình phục vụ mọi người là phải cho mọi người cùng ăn được, không phải lúc này tôi nấu cho mình ra. Nhớ điều này, nhớ nha các bạn, khách hàng là gì? Là thượng đế ha. Rồi chúng ta sẽ bắt nè. Ô cô, sao mình không có bỏ nguyên luôn mà mình phải vắt như vậy không? Thường nếu mà các bạn bỏ nguyên vào đây á, một hộp nước của bạn nó sẽ không có trong và bao nhiêu sát hành nó sẽ nổi lên trên. Và khi mà nó nổi lên trên như vậy, khi mình vớt bỏ, mình vớt luôn cái sát hành này, nó rất là cứng. Yeah. Hiểu không? Do đó khi này tôi sẽ giữ lại, thứ nhất là cái nước của tôi nó trong, nó không có lợn cợn cái này. Và cái thứ hai nữa, tôi để anh này tôi kho luôn, tôi tới khi nào bàn cái nồi này luôn thì nó sẽ thơm hơn nha các bạn. Như vậy nhiều cách. Rồi, em bỏ vô cũng được, không nói cũng được, nhưng mà tại vì nó sẽ làm gì? Lợn cờ trong cái nước của mình. Chứ nó không phải là không được nha. Nhưng mà ở đây sau mình kho xong là mình có cái mỹ thuật nữa. Và cái yêu cầu thành phẩm của cô ra cuối cùng để đạt được cái món thịt này là gì? Thứ nhất, nó phải mềm, mỡ, nó phải cao và mát lạnh trong miệng của mình. Thơm ngậy mùi nước dừa và màu nó lên màu đỏ cánh gián. Và khi nó lên được màu đỏ cánh gián là nó phải thơm mùi nước dừa mới được. Chứ còn các bạn kho là các bạn hay để được cái mùi màu. Và khi cô kho này, ba nguyên tắc mà cô không được, các bạn không được làm phải, đó là gì? Cái thứ nhất, không ướp nước mắm vào trong thịt. Thứ hai, không đem trần hay xào cái thịt này. Thứ ba là không được ướp nước màu. Và màu ở đây cô phải lên màu tự nhiên, chứ không được ướp nước màu vô đây nha. Nếu ướp nước màu coi như cái mùi thịt của em coi như tiêu, mất mùi thơm rồi nha. Cho đó chúng ta kho bình thường. Rồi, bây giờ theo nguyên tắc thì hồi nãy giờ cũng nói rồi, bây giờ chúng ta sẽ ướp. Vậy nhưng mà ta ướp gì trước? Dạ, muối, đường. Rồi, đường. Bây giờ cô sẽ ướp đường ha. Như vậy ở đây chúng ta có 3 kg, đúng không? Rồi, và chúng ta bột ngọt cũng như vậy luôn ha. Nếu mà ở đây các bạn sử dụng cái tiêu sọ trắng á, nó sẽ đẹp hơn. Vì nếu mình sử dụng cái tiêu đen này á, nó làm cái miếng thịt mình nó bị đen ha. Nhưng mà không có, mình cũng xài. Đúng rồi, có mình cũng xài, ok, cũng xài hết. Và cô sẽ để ít lại tí thôi ha. Rồi, bây giờ nhớ nha, nhớ cái điều này quan trọng cô nhắc nè. Khi mình ướp thịt đó, thì các bạn không có để muối vô ha. Rồi, bây giờ sau khi tôi để tất cả các vị mặn và mùi thơm rồi, thì bây giờ tôi sẽ nhào nặng thịt. Và cái bước nhào nặng thịt này giống như chúng ta massage nó đó ha. Và khi các bạn massage như vậy á, thì các bạn sẽ tạo ra những cái tế bào và cái lỗ chân lông trong tế bào của cái phần thịt này nè. Thì các tế bào này nó sẽ hở ra hết. Và khi nó hở như vậy, nó sẽ tạo ra sự thẩm thấu. Và các bạn nhào nặng cho đến khi nào bạn cảm thấy cái miếng thịt này nó giống như có một cái lớp mật nó phủ bên ngoài và nó bóng cái miếng thịt rồi, đúng không? Thì lúc này tôi mới được cho muối vô. Đây là cái bí quyết khi mà mình kho mà mình không làm được việc này thì cái miếng thịt của mình sau này nó sẽ cứng ngay. Do đó ở đây cái hơi tay của mình nó, người ta nói nó rất nóng các bạn. Các bạn thấy các bạn đi chợ mà các bạn mua trái cây mà các bạn cứ lựa tới lựa lui, cái bà đóng trái cây bà xót liền, bà nói liền thôi đừng có lựa quá, nó dập trái cây luôn hết.
là do gì các bạn? Vì cái bàn tay của mình có máu chảy, và khi nó có máu thì nó sinh ra nhiệt, và nhiệt như vậy nó sẽ làm mềm cái thực phẩm. Do đó là cũng áp dụng cái phần vật lý của mình để đưa vào trong thực phẩm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhào nặn nó, và bạn nhào nặn nó cho đến khi nào cái phần thịt này hoàn toàn thấm được cái phần gia vị này rồi, và nó tạo ra độ bóng như có một lớp mật của cái phần thịt này rồi, thì chúng ta mới mới cho muối vào. Khi nào lên độ bóng không? Các bạn thấy là bước đầu tiên cái miếng thịt của cô nó rất cứng, mà sau khi cô nhào nặn rồi hồi các bạn sẽ thấy là cái miếng thịt này nó rất là mềm. Chúng ta nhào cho đến khi nào các bạn thấy là lượng đường và lượng bột ngọt này nè, nó hòa tan, nó tan đều trong cái miếng thịt này mới được. Còn nó chưa tan, khoan hẳn muỗng muối cho cô nha. Yeah.